người miền núi chất lên sân khấu tay cầm mai từ nơi cùng trời cuối đất cho họ biết đây là ai. Đây là rap hip hop từ trên bản làng có công mài sắt có ngay nên kim anh sống ở trên bản rap trên bản có mấy thằng bạn hip hop trên bản làm anh quên nản sống đơn giản quan điểm sống là bất thù thêm bạn người miền núi chất chơi sạt láng có lúc tất bật cả tối cả sáng lúc chơi cả tháng thâu thâu anh thả sáng giờ thì đến lượt nhìn anh tỏa sáng nương thong tham đây là người miền núi đi thi trong nam đưa bản sắc vào trong câu rap với niềm tự hào anh đang mang yeah flexing 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 xỏ dép cao su anh nhảy breaking trên con beat team anh cooking anh biết nói mời em về đội của anh ok em check in đây là người miền núi.